Rồi, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình mới vừa vừa mua một số xe này các bạn ơi. Xe này xe mới nha. Người ta Shopee mới gửi cho mình đây. Bây giờ mình sẽ khui ra trong này có xe gì nha các bạn. Khui thử có xe gì để mình cùng chơi nha. Đây. Gói ra một cái hộp là khá cứng cáp này. Wow, có xe màu vàng này các bạn ơi, đó thấy chưa? Rồi mình sẽ cố gắng mở nó ra. Wow, mình được hai chiếc xe này các bạn ơi, đó. Wow, một chiếc xe máy xúc này các bạn, với là một chiếc xe chở đất nha các bạn. Wow, quá đã luôn. Bây giờ mình sẽ khui cái này ra luôn, khui ra để chơi luôn nha các bạn. Đó. Wow, cái xe máy xúc đã quá tuyệt vời luôn. Wow, xe máy xúc nè các bạn. Rồi tiếp tục. Xe này là xe, wow, một chiếc xe chở đất này các bạn. Wow, quá dữ luôn bạn. Wow, thấy mình sẽ ra xúc đất lên cho xe chở đất lên nha bạn. Wow, quá tuyệt vời luôn. Này các bạn, sẽ có thể xúc đất nè. Bỏ lên xe máy chở đất đi nha các bạn. Wow, rồi ok, bây giờ mình sẽ chạy thử coi. Wow, tiếp tục. Xe đây là xe chở đất. Rồi trong đó mình có một rổ xe nữa này các bạn ơi. Sẽ chơi thêm xe này là xe gì đây? Một chiếc xe buýt cho các bạn ơi. Đây là một chiếc xe buýt này các bạn. Xe buýt chạy được không? Xe buýt chạy tốt nha các bạn. Quá đã luôn. Rồi tiếp tục mình sẽ lấy một chiếc xe. Đây là mô tô, một chiếc xe mô tô màu xanh này các bạn ơi. Vẫn chạy tốt nha các bạn. Tuyệt vời. Rồi xe mô tô màu xanh. Rồi tiếp tục có xe gì đây? Đây là một chiếc xe nâng này nha các bạn. Xe nâng để nâng công nhân lên sửa chữa đồ trên cao nha các bạn. Chạy thêm. Khá dữ luôn. Rồi tiếp tục mình sẽ chọn xe gì đây ta? Đây. Đây là một chiếc máy bay trực thăng nè các bạn ơi. Một chiếc máy bay trực thăng nha các bạn. Rồi, chạy thêm luôn. Xe trực thăng màu vàng chạy khá là tốt luôn. Rồi tiếp tục. Đây. Một chiếc xe cổ này các bạn. Đây có một chiếc xe cổ nha. Quá dữ luôn. Khá mạnh, chiếc xe cổ chạy khá là mạnh luôn. Tiếp tục mình sẽ chọn xe màu gì đây ta? Lại là một chiếc máy bay trực thăng nha. Rồi đây mình chọn một chiếc xe hình caro này bạn. Xe đây xe 7 chỗ nha các bạn. Quá dữ luôn. Tuyệt vời. Lên tốc độ xem sao. Chạy quanh ngược trở lại luôn nè các bạn. Quá dữ luôn rồi. Rồi tiếp tục. Rồi mình sẽ chọn một chiếc xe chở đất. Xe chở đất có cái ben màu đen này các bạn. Không giống như xe kia. Đây. Đây là một chiếc xe chở đất lớn này các bạn. Có thể chở chiếc xe chở đất này luôn các bạn ơi. Khá dữ luôn. Rồi bây giờ mình sẽ chạy tiếp. Đó. Quá đã luôn. Rồi xe đây là xe chở đất lớn này các bạn. Quá tuyệt vời luôn. Tí nữa mình sẽ ra mình chơi đất nha các bạn. Cho xe múc múc đất chở đất luôn. Thôi bây giờ mình cho một chiếc máy bay trực thăng chạy thử xem sao nha. Một chiếc máy bay trực thăng màu xanh. Quá đã luôn. Tuyệt vời. Trong này có một chiếc xe bán tải này các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ chạy thử xe bán tải thêm đập trúng chiếc xe xe múc của kia không nha. Đâm trúng chiếc xe múc luôn.
Wow, đây lại có một chiếc sim bút em bé này các bạn. Hỏi đã chưa? Đây là một chiếc xe múc em bé nha. Xem thử xe này. Xe này còn múc được không? Wow, xe này rớt cái bánh nó mất tiêu rồi các bạn. Để xem. Wow, cứng quá. Bánh này chạy không được rồi. Rồi, cho lên chiếc xe tải để chở đi sửa luôn nha các bạn. Rồi, tiếp tục. Wow, đây. Đây là một chiếc máy bay này các bạn ơi. Đó. Wow, một chiếc máy bay chở khách nhiều này các bạn ơi, nhưng mà mini thôi, nhỏ thôi nha các bạn. Wow, chạy khá là mạnh đấy. Rồi, tiếp tục. Đây mình có một chiếc xe gì đây bạn. Wow, một chiếc xe, đây là một chiếc xe 7 chỗ nè các bạn. Wow, xe 7 chỗ khá rộng đấy. Wow, tốc độ khá mạnh luôn các bạn. Wow. tầm trốn chiếc xe mấy sốc bên kia dẫn bánh luôn. Wow, xe bán tải chạy qua bên kia này luôn. Rồi, wow, đây là một chiếc xe tăng này các bạn ơi. Đó. Một chiếc xe tăng có súng này, bánh tung 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 tung. Nó có súng có thể lách được đây vòng tròn luôn này các bạn. Quá dữ luôn rồi. Bây giờ mình sẽ test thử xem nha. 1, 2, 3. Wow, tông trúng cái tường kia quật lại luôn nè các bạn. Quá đã luôn. Đây là một chiếc xe 7 chỗ bản số xe 911 nha các bạn. Khá dữ chưa. Có thể chắc lên nhà chạy được nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cho một chiếc xe chữa đất chữa tất cả cái xe này lên thử được không nha. Đây là một chiếc xe máy bay trực thăng em bé nữa nè. Cho vô luôn. Rồi, wow, lại là một chiếc máy bay chở nhiều khách nè, mini nè các bạn. Xem thử bánh đạt còn tốt không nha. Wow, quá tuyệt vời. Còn chạy tốt các bạn. Cho vô luôn. Wow, chiếc xe này chở khá là mạnh đấy. Ok. Đây. Rồi, lại là một chiếc xe 4 chỗ này, khá tuyệt vời luôn nè các bạn. Wow. Cho vô lên đây luôn. Rồi, còn xe đây vẫn là xe 7 chỗ. Rồi, lại là bản xe 911 các bạn ơi. Hai xe này có hai bản số giống luôn nhưng mà màu khác nhau nha các bạn. Đó, hai màu khác nhau nha. Rồi, cho vô xe. Cho vô xe chở đất chở đây luôn. Rồi, mình tiếp tục mình sẽ lấy thêm một chiếc xe bản số xe số này. Wow, hai chiếc xe này giống nhau luôn này các bạn. Nha các bạn. Đó. Đó là bản số xe số 59 luôn nha các bạn. Quá tuyệt vời luôn. Wow, cho vô luôn. Rồi, wow, chắc đài xe luôn nha. Bản số xe hình caro luôn nè. Đó, xem bản số xe số 99. Wow, xem thử xe chở đất này có chở được nhiều xe hơi không nha. Xem thử. 1, 2, 3. Wow, quá nhiều xe hơi luôn nha các bạn.